Chị Ngọc, chị Ngọc, thế thì bây giờ con muốn các chị thì cùng xứng như con của em hay là con của em xứng hơn? Cũng vậy à, cũng được học hành, cũng được đi đón về, nói chung là đi đâu chơi là cũng đi đó. Chị đâu có phải mua xe hơi đâu, chị lấy xe hơi em chị đi được còn gì nữa. Từ khi chị cưới giờ là cái xe hơi của em chị, em giao chị cái xe đó là xe lọc của em. Mà bây giờ chị đâu có phải mua xe, chị lấy ngay cái xe lọc của em chị đi từ cái thời mà cả chục năm nay rồi. Thế bây giờ em hỏi chị này đó, công ăn việc làm này, con cái này, tiền bạc nhà cửa vậy. Như em hay nói với chị á, trong cuộc sống cho dù trăm kế ngàn phương, muốn tính toán cự nào không bằng cái là mình phải sống tốt, phải suy nghĩ tốt, nói tốt và làm tốt, và phải có cố gắng nỗ lực, phải là mồ hôi rơi xuống, phải chăm chỉ, phải siêng năng mới là ok được. Ngày mai vui lắm, thề luôn, mà này mà xuống chắc cái kiếp trước á, chắc nói chung là ba chị em mình tu, cho nên kiếp này thì mình mới làm được chị em. Chị Ngọc và chị đẻ hai đứa con gái, nói chung là không ai nói gì hết á. Nhưng mà mai nói với bà Ngọc thế này, chị, cái văn hóa của người Việt Nam á, muốn có nếp có tệ, muốn có con gái với con gái thì bây giờ sự nghiệp cùng cần, gia đình luôn luôn số một. Bây giờ mà chị có tiền thì thôi, mà chị chưa có tiền thì cứ lấy tiền em biếu chị luôn, không quan trọng. Chị cứ đi làm FV ép vót gì đó, một đứa con trai cho em. Bà này hên dề sầu luôn, bà ra Hà Nội bà làm một sát, thế là bà mang được bầu được đứa con trai, thế là hai đứa con gái. Bây giờ có đứa con trai có ai như em giàu không? Tâm lý và suối chỉ cờ đó thì em phải chỉ nghe là ai như em hết trơn á. Đẻ con mình còn gỉ dầm má luôn, con cái học trường nào mình định hướng luôn, đóng tiền cho học luôn, từ ngày đầu tiên vô ở nhà trọ rồi đến khi mua căn nhà đầu tiên mình mua mình biếu luôn. Xe ô tô là mình cũng chưa có biếu, nhưng mà mình để cho 10 năm nay đi luôn chứ không biếu cho con gì nữa. Căn nhà thứ hai thì bắt đầu là bà này thấy mình tốt quá, bà đâu có dám mượn tiền, nhưng mà mình cũng định hướng như là mua căn nhà thứ hai là phải mua ở đâu và tại sao là mua chỗ đó và tại sao mua lúc đó là mình định hướng luôn. Cái lúc đó là coi như là bà đâu có mượn tiền mình đâu, bà đã bà mượn của nhà ai đó một người cứ 50 triệu 100 triệu mình biết được. Thì mai mới nói là chị trả tiền gấp cho em chị đâu có thiếu tiền đâu mà chị đi mượn ở ngoài thiên hà, trả gấp cho em và em biếu chị tiền để chị mua miếng đất đó thêm, không biếu 100% mà biếu tiền để chị mua cái miếng đất đó để cắt nhà, đúng chị Ngọc? Trong lòng chú tôi là to, xây nhà nhỏ, nhà to luôn. Vì là chị biết sao, khi mà chị xây nhà nhỏ để đến một ngày nào đó khi chị có tiền chị muốn xây một căn nhà to, tự dưng chị đập cái căn nhà nhỏ. Thì bây giờ em mình có tiền mà thì tại sao không xây căn to, thiếu thì em cũng gấp, tại sao lại không làm điều đó? Riêng bà này này, bà cùng nghe, bà nghe mới được 80% thôi, còn bà này là bà nghe 100%. Thì cái bà nghe 100% này á, bà có nhiều cơ hội. Bà này mà nghe tôi 100%, bây giờ bà giàu kích sầu luôn. Chị Hà có nhớ cái miếng đất khi chị xuống đây có 2 tỷ 6 mà chị Ngọc mua có 2 tỷ 2 thôi. Em chơi một phát 20 miếng mà em chỉ cầu mong là chị mua cho em một miếng thôi, mà một miếng chị cần nháy chữ ký vô đó, còn tiền em lo mà chị không nháy. Cái là một trong những cái chị sai lầm rồi. Đến bây giờ bảo là chắc là giàu kích sầu. Cái khúc đó là bị làm sao mà không nghe? Thì mỗi lần cứ đi tới lại để ký hợp đồng rồi đặt cọc, tự nhiên là cứ người ta nghĩ bán. Người ta nghĩ bán? À, thì chắc là cái số thật đấy. Lần vừa rồi chị mua căn nhà 22 tỷ là em quyết chứ chị không quyết nữa. Đúng rồi. Vì cho chị quyết thì chị có hình như là chị với bất động sản ngày trước là kẻ thù của nhau hay sao á. Thế nên lần này em bảo thôi, bây giờ em không tin gì nữa, bây giờ em phải quyết thôi. Vừa rồi chị mua căn nhà 22 tỷ là em quyết đấy chứ, chứ em đâu có để vợ chồng anh chị quyết nữa đúng không? Thế bây giờ cô Mai mà nói cái gì là phải 100% nên không được 80% là mất nhiều cơ hội nha. Mai tư vấn quân sư chị, bà nói là này, ví dụ một cái dự án của em chuẩn bị ra đời, em bảo thế này, mấy bà xuống tiền lại nha, chuẩn bị nha, tôi làm xong cái dự án nó là tôi chưa tung ra thị trường, tôi chưa có biết lộ ra tung ra thị trường, thì các bà mua những cái miếng đất xung quanh và chỉ cần dự án của tôi xong một cái là cái vùng đó đất sẽ lên. Các bà làm 10 năm không bằng các bà nghe tôi một lời đầu tư vô đó, chứ bao giờ bà Mai tư vấn sai. Cho nên là khi mai mốt bà Mai mà nói cái gì là phải bấm cái đó. Thì bây giờ kiếm tiền ở bên ngành tầm mày mà lấy giá chân mày 450-500, người ta làm 14-50 triệu, 70-80 triệu, bà Mai làm 15 triệu, bà Mai lấy giá mềm như thế mà làm chất lượng như thế, tay nghề bác sĩ giỏi như thế, mà bây giờ kiếm siêu xe từ ngành tầm mày á, kiếm bánh xe còn chưa được, chứ để kiếm siêu xe ngành tầm mày, cho nên tiền mày để ra tiền, tiền ở đâu? Tiền trong tí tuệ, tiền ở đâu? Tiền trên bàn tay, mày nhớ điều đó.